Mày làm cái gì nữa? Mày làm cái gì nói mà nghe. Con đang tập hát. Mày tập hát mà chi? Con tập hát để con đi làm ca sĩ. Mà thấy này mà hát luôn lên tùm lum vì con phải tập nên mà thấy không? Tao đã nói mày rồi, tao đã không cho mày làm ca sĩ. Hám hộ chứ mày đi làm ca sĩ. Mà con yêu hạt mà cho con hạt đi mà đừng làm rửa. Yêu hạt cũng không được. Tao nói mi rồi. Chứ nhà mình giá cạnh rư ri nè. Tao nói cho mi nghe. Bây giờ đi hạt nó phải dễ mua. Tiền mua mà lắng xế. Hả, người ta bỏ tỷ nọ tỷ kia ra mà lắng xế mà lắng mãi không đi. Từ chứ tiền mà không có nuôi mới ăn. Tiền mua mà lắng xế cho mi làm ca sĩ. Bỏ cái mông nữa đi nè. Mà thấy không? Nhiều người đi hạt rồi gặp may mắn, được gặp ông bầu sâu, được lắng xe. Rồi mai một con ước mơ là con được ông bầu sâu lắng xe nổi tiếng để con mua nhà cho mà ơ. Ui, tao cảm ơn mi, tao ở cái nhà này đủ rồi nghe. Tao nhỏ như đi, tao không cần chi nhà to cả. Thế này, may mắn lắm đi. Con biết dùng cái chữ may mắn lắm mới có ông bầu lắng xe. Thì 10 thằng ca sĩ chưa may mắn được một thằng. Nghe chưa? Mà chứ ra người ta lên tivi, ú trời bữa mô lên tivi tao không thấy. Chứ người ta ca sĩ người ta đẹp, chú tao lên lằng lằng cáo, lồng lồng mang đẹp lô lô đó nè. Thấy chứ, ta nói rõ ràng chưa? Đứa mô đứa nền cáo, lồng lồng mang đẹp lô lô. Măng hạt lờ lờ phải không mà? Tao biết là hạt lờ lờ rồi. Nhưng mà hẳn có tiền. À, còn mi, mi nhìn lại cái tướng mi coi. Ú, cha thằng mập chí mà mập là lùng là. Mà đi hát, đi ho. Mà mày chỉ tướng tao nè. Đó, tướng như mà mi đi nè, đó. Chứ mi không dụng mà, mi dụng cha mi. Ăn ú, cha là ăn. Mà là mỗi lần mà ăn ú, cha cầm đâu vô không biết cái tô là cái chi nè. Mà nội không, mà ba mập rắn mạng chê. Ba mi mập. Tao không chê là tại vì anh ấy là của tao. Còn sau này mi đi hát, mi là người của công chúng. Mà công chúng thì chỉnh người mười ý mới làm dấu trăm họ. Thì mập là răng răng. Tao nói rồi, không đi hát đi họ chứ cả. Hồi sáng chưa này, tao đi chợ này, ở nhà này. Đi vô nấu đồ ăn cho bàn ăn đi nè. Con còn có bàn mới mà nấu mà. Mày con heo đó. Mà ní mà tê cái chi. Tao đi chờ về mà chưa sống ăn ăn. Tao đập mi chết. Mi ăn rồi mi hạt mi ho. Ú cha là bần đồ tê. Ú cha cám lè cái nữa. Cá sĩ mà cá sĩ cái chi. Mi phải mặc đồ nhú mi. Mà mi đi nè. Đó. Thì chứ mau mè không có bao nhiêu hết rồi nè.